Kỷ niệm vui nhất là cái lúc mà lần đầu tiên tụi mình được đi du lịch với nhau, đó là đi qua Hòn Sơn. Thì vì bạn bè không có được đi chung với mình nên là thời gian hai đứa dành cho nhau cũng nhiều hơn. Em có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là khi hai đứa mình đi ăn cùng bạn Phương và bạn Thảo Di. Thì từ lần đó là anh thấy là anh rất là thích em. Thì lần đầu gặp em thì anh thấy em rất là kiểu như rất là đẹp, rất là hợp gu anh. Thì với lại em rất là hòa đồng với mọi người, anh rất thích em vì cái tính hòa đồng đó. Rồi từ đó cũng thấy được là anh chăm sóc em, anh chiều chuộng em, nên là em cảm thấy rất là vui. Và từ đó thì em cảm thấy là mình nên dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Vậy đó. Cái kỷ niệm mà nhớ nhất trong khoảng thời gian yêu xa của mình đó, thì chắc là lúc mà em nói là em bị bệnh, thì anh phải bỏ hết mọi thứ để anh chạy lên coi em ngay lập tức như thế nào. Tại vì lúc đó anh không thể ở yên ở đây được. Nhưng mà mỗi lần gặp thì anh luôn dành hết toàn thời gian cho em, nên là em rất là trân trọng những điều đó. Tuy là em biết thời gian mình quen nhau không đủ dài, nhưng mà em thì tin chắc rằng là tụi mình đã đủ hiểu và đã sẵn sàng để về bên nhau. Và em tin là em không nhìn sai người. Như vậy thì là lễ nhật hôm nay có mang đến gồm có là một chầu cao, rượu trà, trái cây và bánh, cuối cùng là cái giò heo. Thì tổng cộng là 8 mâm. Thì rồi đại đi lại đưa lại diện hội nhà gái sẽ nhận nó vô rồi đem lên trên bàn thờ để cúng ông bà tổ tiên. Rồi nhưng ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bố mẹ hai bên gia đình đã luôn và sẽ tạo cơ hội cho chúng con, đặc biệt là buổi lễ vô cùng ý nghĩa như hôm nay. Đối với em thì anh còn rất là nhiều sự thiếu sót để làm chồng, nhưng mà em nghĩ là mình còn rất là nhiều thời gian để mình có thể vun đắp được điều đó. Nên là anh cứ yên tâm nhé, vì em đã là vợ anh rồi.
Bớt hung dữ đi được không? Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra cho con được một người chồng rất là tận tâm, tận tình vì gia đình này. Và con hy vọng là cả nhà mình sẽ luôn yêu thương nhau. Cuối cùng là cảm ơn vợ vì em đã đến bên đời anh.